Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Nhập Khẩu Giá Rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cái mẫu xe Yamaha Exciter 155 mẫu 2024 ABS cho anh em ha. Kèm theo đó là 150 này, Winner V3 này, với lại S155 mà mẫu 2023 ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến, sẽ hỗ trợ giới thiệu mời Luyến. Hai cả nhà ha, cảm ơn mọi người đúng vào xem video của Luyến nha. Thì tiếp tục review cho anh chị em về mẫu xe của S155 phân khối ha. Thì cũng rất nhiều câu hỏi của anh chị em trong tuần vừa qua, thì nói Luyến là quay về mẫu S155 bản ABS và bản Monster, quay cho cả nhà coi tham khảo và mức giá hiện tại đang có giảm hay không. Thì cả nhà cùng xem hết video này của Luyến ha, và mua xe đừng quên liên hệ trước để được hỗ trợ giảm ngay 2 triệu đồng xe lại, con số hotline là 0905 299 064 ha. Đầu tiên là về mẫu ABS, thì nay có lên cho mọi người về màu xe là màu trắng ha, trắng này trắng bóng này, mâm là mâm vàng đồng ha. Mâm vàng đồng. Đặc biệt là một cái ABS màu mà mình thấy anh em cũng hỏi khá nhiều, đó là màu Monster. Monster Energy ha. Mẫu này thì phải nói là trùm luôn rồi, tại vì cũng rất nhiều chị em hỏi. Thứ nhất là về màu sắc của nó thì rất là thể thao này, cá tính này. Thứ hai thì cái mức giá hiện tại cũng đang hỗ trợ cực kỳ là ưu đãi luôn. Mức giá hiện tại với bản ABS thì đang hỗ trợ cho mọi người là chỉ có 51.900 nha. Liên hệ trước Luyến giảm ngay 2 triệu, còn có 49.900 thôi. Trả trước thì cần 8 triệu đồng là sở hữu xe rồi ha. Rồi, mà đây sẵn đây, 155 mẫu cũ 2023. Em này thì cả nhà thấy có điều gì đặc biệt không? Đó chính là em này Luyến sơn lên từ mẫu giới hạn đó cả nhà. Mẫu mâm màu xanh này, sơn lên từ phiên bản giới hạn nha. Mẫu màu xanh rất là đẹp mắt luôn, cũng như là rất là độc lạ cho cả nhà luôn ha. Màu sắc thì là màu xanh, trắng, đen, đó là ba màu chủ đạo của xe này ha. Tem chủ đạo này. Ngoài ra thì với mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho mọi người, đối với một em xe S155 phân khối thì hỗ trợ cho cả nhà là chỉ có 41.900 đến 43.900 từ phiên bản nha. Trả trước cho Luyến thì cần duy nhất là 5 triệu đồng là sở hữu xe. Liên hệ trước Luyến cũng giảm ngay 2 triệu đồng xe lại đây nha. Báo nhanh Winner đi em. Winner hiện tại thì giá sao em? Winner thì có hai phiên bản là CBS và ABS cho cả nhà ha. Mức giá hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà chỉ có 33.900 đối với bản CBS và 36.900 đối với bản ABS. Có hỗ trợ là sơn độ màu theo của khách hàng luôn nha, cũng như là có hỗ trợ là ship xe toàn quốc cho mọi người luôn ha. Rồi, thì đó là giá xe. Anh em nào mua thì chịu khó mà liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip. Xin chào ạ.